Good morning cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Cô Gái Đồ Con Family Houston. Và em là Jenny. Hôm nay tụi em xuất hành ra đường hơi trễ chút xíu, nên mọi người có thể thấy nè, rất là đông xe rồi. Bây giờ chắc cũng mới có 8 giờ thôi, nhưng mà xe rất là đông. Ok, thì hôm nay tụi em sẽ đi lên trên ngoại thăm cô dì chú bác ở trên đó nha. Mời mọi người cùng theo dõi. Cô mua gì em đóng? Trước khi đi thì tụi em sẽ kiếm một cái gì đó bỏ bụng chút xíu. Tại vì lấy hồi tụi em đi xe bus á mọi người, thì có thể là hơi lâu chút xíu ha. Ok, let's go. Cửa hàng tiện lợi GS25. Mình uống sữa đi. Ít đường, ít đường, hai cái loại này cũng ngon lắm nè. Let's try. Có đường. Ok. Ô, khoan gì? It's something. It's something. Sữa chua vô. Đồ ăn nữa kìa. Bim bim. Gì cái này gọi gì? Bim bim bắp nè. Cơm cuộn. Sữa chua. Qua đây, this way, get line. Get line con. Alright, hôm nay là có trai đẹp trả tiền cho mình nha. Ok, có tiền không? Ben có tiền không? Quá trả tiền luôn. Đâu xem, đâu đâu, mở tiền ra coi coi. Đó, quá trời. Gì vậy? Gì 1.000, 2.000 không vậy? Đó, 50.000. Rồi, ok rồi, trả tiền. Trai đẹp trả tiền đi con. Thì con đi ra đó thì cô nói bao nhiêu tiền con mới đưa chứ. Con phải get like. Yeah. Cái like sao chị kìa. Bao nhiêu tiền? Đâu? Thì con đọc coi. Con đọc coi. Hả? Đây nè, cô bao nhiêu? 50. Tổng cộng nè, 50.000. Rồi đưa cho cô. Giỏi quá. 50.000. Good morning. bác Bảy đang phơi nắng nè. Bác Bảy. Đi xe đi đâu giờ, muốn đi đâu? Đi Vũng Tàu ha. Đi bay đi xe 7 chỗ. Dạ, đi không? Giờ đi chuẩn bị đồ chưa? Chuẩn bị đồ chưa? Đi. Ok. Bé ngồi ăn đi con rồi đi. Ok, chúng ta sẽ đi xe bus nha mọi người. Ok. Lên 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 lên. Dạ, cảm ơn. Này là quán cà phê Tô Tượng hả Ti? Thế bây giờ mình tô được không? Được. Đây cho Ben. Chúng ta lựa đi, lựa mẫu. Phải không? Mình lựa mẫu trước phải không? Dạ. Đi chợ đi rồi về tô. Thôi chị đâu đi chợ? Ben, em đi chợ không? Không. Này, lựa mẫu đi. Con lấy mẫu á. Kìa cái nào con thích á. Mình sẽ trải nghiệm Tô Tượng. Nhiều mẫu dễ thương ha. Chó mèo, ê ê đừng làm bể nha, không có đèn tiền đền nghe. Đứng xa xa ra. Học mấy rồi chị? Hỏi em kìa, em học lớp mấy rồi em? Lớp mấy rồi? 10 rồi. Dễ thương quá kìa. Ben sẽ pick một con heo. Rất là dễ thương, rồi lựa màu đi. Rồi sao nữa em? Đó, con nào? Con heo này. Con heo này. Heo hả? Lấy màu hồng ha, em lấy hay là bạn muốn màu gì? Màu xanh. Con pick đi. Ôi da. Con pick đi. Đó, em lựa màu đi. Không biết có màu
Có mẫu không? Có bảng, mẫu. Có bảng phối màu. Mắt kính đen nè, hồng. Cái này màu hồng, cái này màu đen, cái này màu da, màu đỏ. Màu da. Cái áo. Nó không hiểu luôn. Nó không hiểu. Thôi giờ làm màu một màu trước đi. Màu pink. Màu pink. Pink. Black. Màu da là tiếng gì? Skin, skin. Rồi. Cái này là crepe giờ mà áo. Nó không áo. Nhớ đâu. Giờ làm màu gì trước? Giờ thường thường chưa sơn màu gì trước. Đi. Ok, hồi sơn màu hàng đi. Áo màu hồng này hả? Ê, ừ, màu hồng này cũng được. Rồi ra đây chị. Đi đi, đánh ra đây chị, Tuy lấy cho con. Đi. Rồi bao nhiêu một con hả? Tuy báo giá luôn, báo giá cho quý vị luôn. 35.000. À, nhiều size hả? Mấy con bự này nhiêu? Mấy con bự thì tùy 60, 80, có 100 mấy, 200 con. À. Là tô xong là giữ luôn rồi. Đúng rồi, tô xong là sẽ xịt bóng cho nó giữ cái màu á. À. Về luôn. À. Đây rồi chỉ nó tô màu da chứ màu màu hồng chứ đi ha. Em lấy đủ màu nhá. Trải nghiệm tuổi thơ của Ben. Mình sẽ tô tượng. Rồi tô đi. Được không á? Yeah. Ê, bay. Ok. Lá màu này mình pha rồi hả em? Yeah. Màu đó nó hơi đặc, nó cũng muốn pha nữa thì... Pha thêm gì vô? Nước hả? Nước. Ở trong phòng của mình á. Nó đặc quá thì nhúng cái cọ vô nước rồi nhúng vô màu. Rồi mẹ xem cái mẫu của con rồi. Là con... Con heo. Ok. Lát nữa mình sẽ có một thành phẩm sâu nha mọi người. Cố lên, cố lên. Thấy cưng quá ha. Heo thấy cưng quá à. Đâu, Ben tô xong rồi cô sửa lại kìa. Cô Ti sửa lại cho con. Con heo màu hồng mà áo xanh. Trời ơi. Dễ thương quá vậy. Tụi nó tô theo yêu cầu mắt lắm á. À. Một con 500-800 là bình thường. Tô theo yêu cầu á hả? Sao không vô đây ngồi tô cho vui? Mấy đứa nó không có hoa tai, với lại là cái kiểu như grand book theo tô theo chủ đề cho grand này kia là 500-800 nghìn con. Rồi xong mình xịt cái đó, mình xịt gì em? Xịt bóng hả? Cái này là thấy đã bóng rồi nhưng mà mình xịt để mình giữ màu, khi nó bị dính nước cũng không sao. Rồi có gì gói lại cho chị đi cho nó khỏi bể. Con vẽ cái mặt cười hả? Đúng rồi. Đâu, dễ thương vậy. Ê, còn thiếu hai cái bàn tay kìa. Cái này hả? Ờ, bàn tay có tô chưa? Đây là tô màu da rồi đó. À, đôi rồi, ok. Lát nữa tô móng tay cho nó. Cái gì ta? Lát nữa tô màu xám vô cái mắt kiến làm cái hiệu ứng á. À. Trời ơi, ê, cái này phải có hoa tay mới tô được á. Tô từ từ được có hoa tay. Chứ em giỏi mẹ lắm. Em có tô đâu. Ừ. Tính đâu vậy á? Tô riết là biết. Có tính đâu? Mẹ em kiến mẹ. Kinh nghiệm có gì. Ừ, mẹ bây giờ mẹ bỏ vô. Mix màu hả? Mix dạ. Màu làm cái hiệu ứng ánh sáng hả? Giỏi quá trời, thấy không? Alright. Bye con ha. Lúc đi coi chừng rớt mất đó nha. Rồi. Lấy đồ xong rồi mình đi về nè. Khô chưa em? Lại là món ngon nhà làm đi. Xin mời cả nhà ăn cơm. Trời ơi, quay phim luôn đồ. Cơm món ngon mẹ làm, đơn giản nè. Bây giờ giới thiệu nha. Nước gì đây má Chến ơi? Nước rau muống. Nước rau muống luộc. Nuôi xào. Thịt bò. Thịt heo. Gan. Món ăn quen thuộc dân dã. Thịt kho tàu.
rau muống luộc chấm với lại nước thịt kho. Rồi xin mời mọi người ăn cơm trưa với gia đình em nha. Giấm mì, giấm mì. Mời bà Trinh, mời Trinh. Trái dừa nè. Trái dừa nó rất là ngon. Đi con. Ngon. Đây cũng đá không? Làm cây tuổi. Trời mưa mát mát ha. Mưa đỏ nắng. Mưa ngàn con. Tôi nó đỡ rồi. Này có gan không nè? Ngon, không biết ăn. Chỗ ăn gan nè. Có gan, gan. Có gan. Có gan. Thịt heo không ạ? Trứng này là trứng gì mấy Trinh? Hộp vịt hay hộp gà? Hộp vịt. Nó thơm, nó thơm. Hộp vịt mới ngon. Đúng rồi. Hộp gà mới ngon. Trứng béo rồi nó. Tại bên có ít hộp vịt đó. Thấy có hộp gà có gì? Dạ. Nó thơm. Cái ăn này còn miếng vịt. Trứng hộp vịt. Ngon. Tao muốn cột là bó phải cột về nó nhà, nó tranh tiền ra. Ừ, ăn uống đảm bạc thôi. Trời ơi, ngon ngon chắc. Như vậy là quá ngon, chắc rồi. Chắc rồi. Bạc nó ngon, chắc ngon. Chỉ chứ ra muốn về đây là không có thiếu. Bao thôi mà. Mà ra dành rụng gì nó ngon. Ừ, ngon. 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 Bên ăn hôm qua ăn quá trời ra muốn rồi. Hết trứng vịt rồi mấy Trinh ơi. Còn đây để em bán trứng lại. Cảm ơn trứng vịt tao la. Trời ơi. Anh Dũng ăn chục trái vậy. Trời. Con nói thiệt với mấy Trinh nha, nhà con một lần là trứng vịt là hả 20 trứng không á. Của con uống đi. Vẫn ăn 20 trứng vịt. Biết sao không? Kho vậy nè, nó mới thấm. Béo. Cũng coi như là bỏ vô cho nó hả, nó rút từ từ. Ngon quá. Trời ơi. Tại biết không, ở con cái vỏ ở ngoài nó dày hơn, cái nhân nó trong. Cái cục ở trong đây nó nhiều hơn nè. Ờ. Cái cọng của nó nhiều. Dạ, đúng rồi. Hơn. Dạ. Ăn nó ngán. Ừ. Rồi còn chồng bỏ gì được rồi. Thơm tắm. Mở đi. Có mở đâu. Tại vì heo này heo rừng. Heo rừng. Heo rừng. Ngon đó. Ủa heo rừng mà sao giống heo 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 tao quá mình mới chứ. Nó không có mở. Cái da của nó còn lắm á, phải không? Dạ. Bên trong nó muốn là con, còn nó muốn ở dưới. Rất buồn đi về ăn cơm, tao ăn cơm. Nhịn đói đó, nhịn đói sáng giờ nè. Sáng giờ nhịn đói nè, đâu dám ăn đâu. Chứ bạn nói để nhà nấu cơm mà. Dạ. Tụi nó mới chín nấu lâu lắm mà đợi em về rồi. Không mấy là nấu xong rồi. Đi xe nó lâu quá. 45 tiếng đúng rồi. Xe bếp một tiếng mấy á. Dạ, đúng rồi. Chính giờ đi bếp nữa. 40 là con. Đúng rồi. Rồi, xin mời mọi người ăn nuôi xào nha. Nuôi xào với em nha. Má chín. Có tên gọi thân thuộc là cô Nga. Và tại sao gọi là má? Là từ lúc mà em sinh ra đời là người ta kêu má, là mình cũng biết kêu bằng má thôi. Má chín. Là cô đó. Tất cả các cô trong nhà em đều kêu bằng má nữa. Gì? Hả? Đúng không? Má. Gì quá cô? Cô bên phía ba. Cô chứ sao vậy? Cô gì là bên mẹ. Ờ. À, bên mẹ có gì gì chi nè. Cậu nè. Cậu Út nè. Cậu ba, cậu Năm nè.
của Phương uống à? Đi uống cà tin đát. Rồi. Ok, mình ăn xong là có chương trình gì nè, tí nị. Tí nị thôi đi uống cà tin đát. Đi uống cà tin đát. Uống cà tin đát là uống nước dừa rồi uống cà tin đát hả? Không sao đâu, nước dừa. Dừa trái rất là ngon. Rồi, tiếp theo là chương trình tráng miệng với lại rau câu dừa, hỷ lâm môn, ủa lộn, rau câu lá dứa, hỷ lâm môn, với lại tí rớt, bánh flan, hỷ lâm môn, rồi cùng trải nghiệm nha mọi người. Rất là thơm, bánh flan, hỷ lâm môn, rất là thơm, muốn đây hả? Ok. Ui, cái chất bánh nè mọi người ơi, cái chất bánh nó rất là mềm, nó mềm mịn nha. Rau câu là ngon lắm. Rau câu lá dứa. Ngon. Không. Không gì? Bà. Quay. Bên kia ngon hơn. Cái nào? Nó ít ngọt hơn, béo hơn. Thôi, mình thích cái này có là ok nè. Trời ơi, nó mịn. Rất là mềm mịn. Rau câu lá dứa, bốn lớp rau câu rất là đều, rất là thơm. Rất là thơm mùi lá dứa mọi người. Thơm mùi lá dứa, nghiền luôn á. Đi xe cho bác bảy vui. Đi xe tiền đô, đặng đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt chưa? Đi Đà Lạt hay Vũng Tàu? Đi Vũng Tàu, bác bảy thích đi Vũng Tàu. Đà Lạt hay Vũng Tàu? Bác bảy thích đi Vũng Tàu. Bác bảy không đi Đà Lạt hả? Đừng đâu đây. Quay cái gì mà? Thôi, chào giờ nói cho rồi mới đưa. Người ta cho thì cho, người ta chưa cho mà đòi rồi. Lì xì nè, đó. Đếm nè. Sao vậy? Đếm coi Việt Kiều cho bao nhiêu. Bao nhiêu chứ. Giờ là phải cho cô chú anh chị coi. Cảm ơn cháu yêu. Nè, giờ lên. Đây. Phải lên. Gửi lời. Quay. Gửi lời cảm ơn. Con gái yêu đi. Cảm ơn Việt Kiều chưa? Việt Kiều cho tiền đô mà chưa lì xì, cảm ơn. Lì xì. Nè, bác bảy đếm đi. Thôi không đếm rồi. Sao vậy? Thôi đâu không đếm. Nhiều lắm á, 5.000 đô á. Đô mình phải đếm chứ. Mình đô mình phải đếm. Để coi đổi đô rồi lên xuống nữa. Đâu bắt tay cái này nè. Bắt tay cái, lì xì bắt tay. Bắt tay nào. Rồi, cảm ơn. Giao dịch thành công không? Đó. Rồi bác bảy muốn đi Vũng Tàu. Vũng Tàu hay Đà Lạt? Đà Lạt. Đi Đà Lạt. Vũng Tàu thì có biển. Hả? Đà Lạt. Nhiêu đây đủ không vậy? Nhiêu đây đủ bao đi Đà Lạt không? Chắc đủ rồi. Bác bảy bao đó nha. Trời ơi, bây giờ cho lại mấy ngàn, mấy tờ đi để bắt xe đi đổi tiền. Bi bao đổi. Xe. Giờ phải đi đổi. Khỏi lo. Hả? Khỏi lo. Ừ, khỏi lo. Có đại gia lo rồi. Nhưng mà bây giờ bác phải đưa con tiền để đi đổi tiền đô, đổi ra mới... Được. Nó đâu, người ở đây xe không nhận tiền gì, tiền đô. Trời ơi. Bác phải đau bụng không? Hả? Đau. Hả? Không có, đâu đây không? Đau. Ai đau? Ổng đau. Đau. Làm gì đâu mà đau? Bị gì đau, có ai làm gì đâu mà đau. Đau. Thôi bye nha bác bảy nha, con đi chơi xíu nha. Bye bye, mất tay cái đi. Đi chơi xíu nha. Rồi, bye bye. Nghỉ ngơi ha. Ok. Mốt về cho lì xì vài tờ tiền đô nha. Bye bye.